đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang vươn mình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Các cặp vợ chồng muốn lưu giữ những khoảnh khắc thật đáng yêu, dễ thương. Còn chần chờ gì mà không đến ngay với Vợ Tôi Là Số 1 như ba gia đình tuần này nhé. Chúc Mai. Khi đến đây, cái sự thành công lớn nhất của em là dụ được ông xã em đi thi cùng em. Bích Tuyền. Cũng ít ăn lắm anh, toàn là ngồi sao ôm không à. Kim Tuyến. Em đến đây để tạo món quà bất ngờ trong gái. Mở màn thật tình cảm, nhưng chuyện gì xảy ra ở vòng khởi động khiến cô vợ phải thốt lên giận dỗi thế này? Ái chà, các cặp vợ chồng không hiểu ý nhau rồi. Liệu trò chơi bịt mắt đoán tên trái cây có tiếp tục làm khó được ba gia đình này? Tắt chân cắm như mưa ớt á. Kêu ta chấm 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 trên dặm đường. Nhanh chóng lấy lại phong độ qua trò chơi bịt mắt vui nhộn. Còn dòng tâm đầu ý hợp thì sao? Năm từ khóa được các gia đình diễn tả sôi động thế nào? Ai sẽ dỡ hòa hạnh phúc? Gia đình nào sẽ mang về chiến thắng tuyệt đối? Mời bà con cùng theo dõi nhé. Đại Nghĩa xin chào đón bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Cảm ơn ngân hàng shop nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa bà con, nếu như chúng ta muốn có một chương trình thư giãn giải trí tuyệt vời, nếu như các cặp vợ chồng muốn có một cái cơ hội để khảo sát, để xem coi là mình hiểu ý nhau đến như thế nào, và nếu như những người phụ nữ muốn có một lần được thể hiện sự thông minh, duyên dáng, khéo léo cũng như là chia sẻ kinh nghiệm với tất cả mọi người, thì hãy đến ngay với chương trình Vợ Tôi Là Số 1 nha. Còn bây giờ sẽ chào đón gia đình đầu tiên đến với Vợ Tôi Là Số 1. Xin được mời Huỳnh Thị Trúc Mai và Nguyễn Ngọc Tuấn đến từ Tiền Giang. Chà, mình đang có em bé ha. Dạ. Mình mấy tháng rồi? Dạ em gần 5 tháng rồi. Trời ơi, sau này nghe mà mở cái này cho con coi lại đó. Hồi đó con ở trọng đó. Còn đứa ở nhà đó anh. Hả? 10 tháng. Trời ơi. Hai vợ chồng này phấn đấu liên tục. Chào anh Đại Nghĩa, chào quý bà con cô bác đang xem đài gần xa. Em tên là Trúc Mai. Còn chồng em đây là tên là Ngọc Tuấn. Tụi em đang làm công chức nhà nước. Thì hôm nay là em rất được vui mừng khi được tham dự cái chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Không biết là chơi có thắng hay thua hay không thì cái điều đó là chưa có màng tới. Nhưng mà khi đến đây, cái sự thành công lớn nhất của em là dụ được ông xã em đi thi cùng em. Vậy sao? Tức là trước đây ông ngại, ông mắc cỡ hay làm sao? Dạ, ảnh không có thích xuất hiện trước đám đông. Rồi bữa nay ông xuất hiện là mình lấy cái lý do gì mà kéo ông đến đây được vậy? Dạ em nói thôi kiếm cái gì đó để được ghi hình, mai mốt có gì đó khoe với con. Đó, kỷ niệm đúng không? Dạ. Rồi, chúng ta sẽ làm quen với gia đình số 2. Đỗ Thị Bích Tuyền và Huỳnh Trung Nhất đến từ Đồng Tháp. Em tên là Bích Tuyền, chồng em tên là Trung Nhất. Tụi em đều là nhân viên văn phòng ạ. Là lúc mà hai đứa mới chuẩn bị hẹn hò đó, lần đầu tiên em ngồi trên xe ảnh thì cái câu đầu tiên em nói với ảnh là đừng có thắng gấp nha anh. Cái ảnh cũng nghe lời, ảnh chạy xong cái sụp cái ổ gà. Cái em mới hỏi sao anh không chịu thắng. Cái anh nói em kêu anh đừng có thắng mà. Nói chung là ổng ngoan vậy đó hả? Dạ. Rồi đến bao lâu thì ổng mới được quyền thắng gấp? Cũng ít thắng lắm anh, toàn là ngồi sao ôm không à, khỏi thắng. Ôm chặt quá không cần phải thắng đúng không? Dạ. Thôi vậy cũng được, cảm ơn em. Gia đình số 3, gia đình của Nguyễn Thị Kim Tuyến và Nguyễn Hoàng Vũ đến từ Vĩnh Long. Em tên là Kim Tuyến, ông xã em là Hoàng Vũ, hai vợ chồng đều là nhân viên kinh doanh. Em đến từ tỉnh Vĩnh Long. Em mới nghe nè, Vĩnh Long tỉnh nhà mình nha. Giống như mình là chủ nhà, hai bên kia là khách kìa. Mình tự tin, mình hãnh diện lên em, không việc gì phải run sợ cả. Dạ thì hiện tại thì tụi em được kết hôn được 6 năm, hiện tại có 2 bé. Em đến đây để tạo món quà bất ngờ cho con gái. Con gái rất là thích xem chương trình. Mai mốt chương trình phát sóng á, mình kêu con ở nhà ngồi coi ba mẹ trên tivi, thấy ba mẹ lên hình ăn ảnh lộng lẫy ghê không. Chúc cho cả ba gia đình hôm nay sẽ có được những giây phút thật là tuyệt vời cùng với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Còn bây giờ thì mời ba nhà mỗi người về vị trí của mình. Và bây giờ sẽ là vòng thi đầu tiên, khởi động.
Vòng khởi động mỗi gia đình sẽ có 5 câu hỏi trắc nghiệm. Đầu tiên là gia đình của Trúc Mai nha. Chủ đề mang thai. Trời đúng luôn. Kinh nghiệm đầy mình đây. Câu số 1. Khi mang thai, vợ ghét nhất món gì? Vợ ghét nhất món gì khi mang thai? Chà, chắc phải viết nguyên một cái menu á. Đáp án là không ghét gì. Cá. À, ông xã nói em ghét cá phải không? Dạ chắc nhớ nhầm á, cá là em rất là thích ăn. Dạ anh ơi, anh lộn rồi anh ơi. Bà xã anh khoái ăn cá anh nghe. Về tắp cá vô cho ba ăn liền giùm em. Câu số 2. Vợ có sinh sớm không? Kinh nghiệm ở bé đầu. Đáp án là không có. Không, trung khớp. Câu 3. Vợ thích ăn món nào nhất khi mang thai? Nãy ghét, giờ thích. Đáp án là canh chua, thịt kho, hải sản. Không có liên quan luôn á. Anh nghĩ rằng bà xã anh khoái ăn hải sản hả anh? Thường thường thì vợ kêu cuối tuần kêu chồng chở đi ăn hải sản. Sao giờ để là thịt kho với canh chua? À sao kỳ vậy bà kia? Cái đó là đi chơi mới ăn thôi. Còn cái này là thường ăn trong nhà mà. Đúng rồi, người ta thường ăn cái này thôi. Kỳ cục à. Không hiểu ý vợ gì trơn trụi. Chiều nay về bắt ông dắt ra buffet hải sản liền. Chiều nay khỏi nhậu nha. Câu số 4. Vợ có bao nhiêu cái đầm bầu? Rồi, nhớ không? Rồi, đáp án là 3 cái, 5 cái. Cái gì vậy? Em kể anh liền này... cho ông nghe đi. Cái màu nào, màu nào? Hai cái màu vàng, một là cái này, một màu này, đúng xanh không? Một cái màu hồng với một cái màu đen. À, còn anh nhớ được 3 cái nào qua bà vậy? Nhớ 3 cái mang theo trong vỏ hả anh? Đúng rồi, nhớ 3 cái đem theo trong vỏ. Ủa mà bình thường đầm bầu là em tự đi mua hay ổng dắt em đi mua? Em xin tiền chồng em cho tiền em mua. Trời đất ơi, mỗi lần bà xin tiền bà anh không nhớ sao anh? Thôi kệ chồng ơi, xí xóa đi. Chứ không xí xóa làm gì ổng vợ. Phạt. Về bắt mua thêm 5 cái nữa. Chiều nay khỏi đi nhậu nghe. Cái bà vợ này mới có một hình thức phạt ông chồng dễ sợ quá. Câu số 5. Con ra đời vào buổi nào trong ngày? Sáng, trưa, chiều hay tối? Bé nó mới có 10 tháng, chắc kỷ niệm vẫn còn in đậm nét, chưa có quên đâu. Đáp án là sáng. Sáng mừng quá, trùng khớp. Như vậy là 5 câu gia đình mình trùng khớp với nhau được 2 câu, mang về 600 điểm. Gia đình tiếp theo, gia đình của Bích Tuyền. Chủ đề làm đẹp. Câu 1. Chồng thích vợ tóc ngắn hay tóc dài? Đáp án là dài. Dài, trung khớp. Thì bây giờ thấy bà vợ tóc dài vậy là biết rồi. Chứ nếu ông chồng mà ông thích là bắt bà đi cắt từ lâu. Câu 2. Vợ có mang giày cao gót trên 10 phân không? Mang giày tấc 2, tấc rưỡi này kia. Đáp án không. Trung khớp luôn. Đôi giày hiện em đang là mấy phân? Dạ 5 phân anh. À có 5 phân thôi. Dạ. Câu 3. Vợ có đắp mặt nạ dưỡng da không? Đáp án là không. Có. Em ơi, vợ em đắp mặt nạ hay là vợ hàng xóm đắp mặt nạ vậy? Tại có lần cũng thấy có đắp mà chắc nhớ lộn hay sao. Dạ anh ơi, tại vì lúc trước lúc là chưa có con thì có đắp mặt nạ, mà sau này có con rồi bận quá là không có đắp anh. Nhưng mà qua câu này mình mới thấy thương bà xã mình nhiều hơn đúng không? Hồi xưa bà rảnh rỗi bà chưng diện bà làm đẹp, còn giờ bà không còn thời gian để làm chuyện đó nữa. Câu số 4. Từ trước đến giờ số cân nặng nhất của vợ là bao nhiêu? Đỉnh điểm là bà nặng nhất bao nhiêu ký? Đáp án là 32 kg. 32 kg, trùng khớp luôn, hay quá. Câu 5. Vợ hay chồng ai muốn giảm cân nhất? Đáp án là chồng. Không có. Em muốn giảm cân hả? Tại ở nhà nghe em nó kêu mập không à. Dạ em cũng muốn giảm cân lắm anh ơi. Mà mập giờ... đâu mập. Em nhiêu ký? Tại lúc trước em tới 73 kg, bây giờ là em có 66 kg à. 66 kg còn muốn đòi giảm nhiêu nữa không? Cỡ 62 vừa. Giờ nếu mà chịu khó đi tập gym này kia cho nó có cơ, có sáo múi, có cục đồ nghe. Trong 5 câu, gia đình Bích Tuyền trùng khớp được 3 câu, mang về 900 điểm. Gia đình số 3. Gia đình Kim Tuyến, chủ đề giảm cân có pha chút xíu làm đẹp. Câu 1. Từ ngày cưới nhau, vợ tăng ký hay giảm ký?
Đáp án là tăng. Tăng ký. Em tăng hết nhiêu ký em? Dạ, tăng 5 ký. Tăng lên tới 5 ký luôn. Dạ. Ông xã nuôi khéo, chúc mừng em. Câu số 2. Món gì mà vợ ăn không cưỡng lại được? Tức là món gì do một cái là bà muốn ăn liền, bà không thể nào mà nhịn. Đáp án là trái cây, canh chua. Em thích ăn trái cây hả? Dạ. Thấy trái cây là chịu không nổi hả? Thường thì em ưa trái cây lắm. À, ăn trái cây nhiều tốt, không sao em. Câu số 3. Ông chồng hiện tại nặng bao nhiêu ký? Đáp án 60 ký. Đây, 65 ký. Dạ, giờ em khoảng 61, 62 ký đó. Nhưng mà em ghi 60 cho nó tròn vậy thôi. Còn em nghĩ sao chồng em tới 65 ký dữ vậy? Tại thành mấy nay anh nói anh tăng cân thêm mấy ký nữa. Mà chưa có bắt ông đi cân thử phải không? Dạ. Câu số 4. Từ trước đến giờ số cân nặng nhất của chồng là bao nhiêu? Lúc ông mập đỉnh điểm bao nhiêu ký? 65 ký. Đây, 63 ký. Câu cuối nè. Vợ có thường kiểm tra cân nặng không? Đáp án là không có. Không trùng khớp luôn. Và trong 5 câu hỏi này, gia đình mình trùng khớp với nhau có một câu một thôi. Mang về 300 điểm. Bích Tuyền có đi nhiều điểm nhất ở vòng thi này. Em được quyền tiến lên một bước. Xin chọn bước chân bên phải ạ. À. Mời em, bên phải. Bên phải sáng đèn. Tuyền sẽ nhận được sản phẩm là một cái máy ép trái cây. Điểm số của ba gia đình như sau. Gia đình của Trúc Mai 600 điểm. Bích Tuyền 900, Kim Tuyến 300 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, Đông Long vượt khó. Vòng thi thứ hai, trò chơi có tên là bịt mắt đoán trái cây. Cả hai vợ chồng đều bị bịt mắt và trước mặt bà vợ là một thùng trái cây. Bà vợ sẽ đưa tay vào mò mẫm những cái trái cây đó và phải diễn tả cái loại trái đó cho ông chồng để ông chồng đoán tên. Thời gian bắt đầu với gia đình của Bích Tuyền. Anh ơi, trái này nó bự lắm, nó vỏ ngoài màu xanh mà nó có nhiều muối, ăn nó chua chua, nó giảm mỡ á. Trái bưởi à? Đúng rồi, đúng rồi. Anh ơi, trái này ở ngoài nó tròn, nó có nhiều khía nha, ăn nó ngọt, nó có nhiều hột với lắm, màu đen. Lộc. Không phải. Nó màu đen. Ờ, cái hộp nó màu đen, ở ngoài màu xanh, nó ngọt. Ăn nó ngọt lắm. Ở trái khác đi. Không biết rồi. Trái này á là ăn vô là nổ á. Nổ á, mà nó không phải nước mình. Bên trong bơm bơm. Táo Mỹ hả? Ờ, đúng rồi. Anh ơi, trái này Ben thích uống lắm nè. À, nước ngọt. Cái dừa hả? Ờ, đúng rồi. Anh ơi, trái này màu xanh, ở trong có nhiều, có hộp mà ăn nó chua chua, nó cũng giảm mỡ nữa. Cam. Không phải, giảm mỡ, không chấm muối á, thứ sáu thường hay ăn á. Trái này ông nội bị gì? Ông nội bị gì? Trong ăn cục hả? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, trái này ba em mất có chồng á. Trái xài à? Ờ, đúng rồi. 5 4. Ông này cũ. 3. Trái hồi nãy á anh. Trái nãy. Đây mấy trái mới nè. Nè, bên đây nè đó. Ờ, đúng rồi. Cái trái này nó chua, có nhiều gai nè. 4. Có nhiều gai, nó chua. 2. Chua. Nó có nhiều cái gì? 1. Chua. Hết giờ. Ôi, mảng cầu gai. Rồi, mở mắt ra. Thì mảng cầu ta hả? Đây, đoán đúng được đây, bưởi, xoài, măng cụt, dừa, táo Mỹ. 5 loại, chúc mừng em. Mời gia đình tiếp theo. Tiếp theo là gia đình của Kim Tuyến. Bắt đầu. Anh ơi, trái này ở chỗ nhà bác Tư có chồng á. Ở trái sake. Rồi, đúng rồi. Anh ơi, trái này nó vỏ xanh xanh, trong ruột đỏ nhiều hạt á. Ở đu đủ. Qua đi anh ơi, trái này nó màu vàng, vỏ vàng trong, nó thường bé bị ho hay chân với đường phèn uống á. Vỏ vàng
trái tắc. Không phải. Tắc. À, không phải. Chanh trái cam. Không phải bơm. Không phải trái bơm. Thôi bỏ qua đi. À, anh ơi cái trái này cái vỏ ngoài xanh xanh đó trong có gì hẹp trắng tách ra cắm như muối ớt á. Trái nhà có trái giỏi giỏi. Rồi đúng. À, anh ơi cái trái này nhà mình có trồng á bên nhà anh trồng nhiều nhất á. Ơi mà mảng cầu gai. Không phải nhà anh trồng nhiều nhất. Chôm chôm. Rồi đúng rồi. Thơm thơm mà nó chứ nhiều gai á. Trái khóm. Không phải, nhiều gai đâm không có thơm, không đau chảy máu á. Thơm. Ờ chấm mít. Rồi đúng rồi. Cái lên em cho gì? Trái này là đặc sản của Bình Minh nhưng mà không phải cái loại đó. Mà bưởi da xanh. Không phải, nhỏ. Trái nhỏ nhỏ, có nhiều muối. Ờ trái thanh trà. Không phải luôn. Đặc sản của Tam Bình nhưng mà nó không trái phải. Trái cam sòn. Đúng rồi, đúng rồi. Cái trái này ở nhà có chồng là nguyên chùm á, trái nhỏ nhỏ. Ủa, rồi nhãn. Rồi ba đúng rồi, hai một hết giờ rồi. Coi coi trái sake, trái mít, trái ổi, chôm chôm, trái nhãn, trái cam, 6 trái. Chúc mừng em. Mời nhà tiếp theo, gia đình của Trúc Mai cũng vậy nha. Thời gian bắt đầu. Chôm mít. Không, gai không à. Cái trái gì mà liên quan đến mai ăn tim á anh, chưa tới á. Cái dưa hấu. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Cái trái này mà nó có nhiều mắt mà mình dùng để nấu canh chua á. Chôm thơm. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Lẹ quay. Lẹ lên, lẹ lên. Ừ, cái trái gì mà không ra mùi. Cái khác, chưa lên. Cái này dễ hơn nè đó. À cái trái này nguyên nãy mà cung mình chưng với mình cúng trên bàn thờ á. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Không biết trái này luôn. Là cái trái mẹ mình bán bóng đèn cái gì mà chưng trên bàn thờ. Cà na. Bỏ chữ đầu đi. Trái nè. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Nè. Ờ trái này trời ơi. Ăn gì mà trả vàng á. Ok. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Kiếm trái khác, kiếm trái khác nữa. Kiếm trái khác không? À cái này là cái trái ghép mà vợ có bầu vợ thích ăn lắm á. Mà xe ta cái gì trên dặm đường á. Xe ta gì á. Có cái bài hát gì xe ta chấm 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 trên dặm đường tèn 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 gì đó. Năm. Biết không? Xe trái khác đi. Ba. Hai. Một. Trái gì của mẹ thích? Mẹ của anh thích á. Trái gì? Hết giờ. Trời ơi mẹ thích sao không biết nói. Ba dạ. Bà cắn bấy hết cái thùng trái cây của tôi luôn đó. Chứ không phải riêng gì trái đó đâu. Chỉ có cái trái này là bà chừa ra mà không cắn thôi đó. Nè, sầu riêng nè, chuối nè, dưa hấu nè, khế nè, thơm nè, na nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại. Chúc mừng em. Ở trò chơi này thì gia đình của Trúc Mai và Kim Tuyến đều đoán được chính xác 6 loại trái cây. Vì vậy, Mai với Tuyến được 2.000 điểm. Bích Tuyền được 1.500 điểm. Mai với Tuyến sẽ được tiến lên một bước. Đầu tiên là Mai nè. Mời em bên phải. Bên phải sáng đèn. Mai sẽ nhận được sản phẩm đó là một cái bếp điện từ. Còn Tuyến. Dạ, em sẽ bước chân bên trái. Bên trái mời em. Bên trái cũng sáng đèn. Và Tuyến sẽ nhận được sản phẩm là một cái nồi cơm điện. Điểm số của cả ba gia đình như sau. Gia đình Trúc Mai 2.600 điểm. Bích Tuyền 2.400 điểm. Kim Tuyến 2.300 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ ba, tâm đầu ý hợp. Đầu tiên sẽ là gia đình Kim Tuyến. Em là người diễn tả đúng không? Dạ. Mời em nhìn lên màn hình. Đó là sản phẩm của nhà tài trợ nhãn hàng Shop nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày. Phần quà dành cho em nhé. Và chủ đề gia vị
Bắt đầu. Anh ơi, cái này thịt bò xào với gì mà cái màu xanh, đỏ, vàng? Ớt chuông. Đặc sản của Quảng Ngãi anh. Cái đặc sản của Quảng Ngãi. Tỏi Lý Sơn. Ở biển thì có cái gì anh? Ở biển có gì? Mình chỉ bị biển á. Ừ, cái gì mà chấm với cá chê chiên? Gần bốn từ á. Món mặn gừng cay. Cái này dài dài mà để chiên cá bầm 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 gì? Xả cây xả. Ngược lại ngược lại. Xả cây. Rồi đúng rồi. Cái này bụng em nè, có nhiều gì? Cái bụng có nhiều gì? Nhiều gì? Trong bụng có nhiều gì nè? Thịt heo có nhiều. Thì mỡ, mỡ, mỡ. Rồi, đúng, đúng. Cái này hai từ, cái đó là từ thứ hai đó. Rồi, thường thường thì coi sắc ra, rồi cứ phi ra cái miếng nhỏ 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 trong. Mỡ, mỡ thơm. Không phải. Nhỏ nhỏ á. Để sắc ra để khi sắc thắng mỡ. Thắng mỡ thơm, mỡ nước, mỡ. Cái này là cái của con heo sắc nhỏ nhỏ ra. Để vô chiên ra mở thịt. Cái này thường thường là nguyên cái giải tấm đèn. Rồi, góp nha. Đó là từ tóc mở. Trời ơi. Bốn từ khóa mang về 2.000 điểm. Tiếp theo, mời gia đình Trúc Mai. Chủ đề cách sống. Bắt đầu. Cái này có hai từ nha. Anh làm cái gì á em đều cản hết, nhưng mà anh quyết tâm anh làm thì gọi là gì? Cái người đứng đầu ở một cái nhóm người gọi là gì? Rồi chọn từ thứ hai á, đúng rồi đó. Cái này thể hiện cái tính cách anh làm mà anh bất bất chấp. Bản lĩnh. Cái đó gọi là không, không phải. Thường anh thấy xe đông mà anh chờ vẫn chạy lạng lách thì người ta gọi là anh là dân gì? Liều lĩnh. Anh chơi với bạn bè á, anh cứ hay trả tiền trong các chầu nhậu á thì người ta gọi cái tính cách đó là gì? Nước gì? Nước suối mình uống gọi là nước gì? Đúng khoảng. Ừ, rồi đúng đúng. Không khoảng. Rồi đúng rồi. Em xong em không có thích giao vô, em thích ở mình à. Ghép mình. Không, đúng được từ đầu. Đúng được từ đầu. Đẹp. Không, cái từ mà anh dùng là đúng được, nó đứng ở vị trí thứ nhất của cái từ này nè. Mở rồi mở ra, trái nghĩa với mở thì là gì? Gần nghĩa với đóng là gì? Đúng. Ừ, đúng. À, cái này là gì? Nè. Không, nguyên hết luôn. Mà. Ừ đúng, trái nghĩa với vô là gì? Mà. Rồi đúng ở vị trí số 2. Em thương anh, cái gì em cũng bảo vệ anh thì mình gọi lại gì vậy? Rồi gọi lại gì? Rồi gì? Ghép lại. Cái từ mới nói là từ gì? Bên vực. Lấy từ đầu. Nói cái khác đi. Nào dồi ôi, nói đúng rồi anh. Nói đúng rồi, anh nói đúng rồi. Bỏ từ sau, lấy từ đầu là đứng ở vị trí. Trái nghĩa với vô là gì? Yeah. Rồi lấy. Rồi cái này gì? Rồi ghép lại. Đúng rồi. Rồi cái gì anh cũng làm một mình, anh không cần ai hết thì sao? Ba. Gọi là sao? Cái gì thật này là gì? Hai. Hay ở gì? Một. Cứ đó. Hết giờ. Đó là tự thân vận động. Bốn từ khóa mang về cho nhà mình 2.000 điểm. Tiếp theo gia đình của Bích Tuyền. Nhà hàng xốp nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày. Đó là phần quà dành cho gia đình Bích Tuyền. Chủ đề dành cho mình đó là nuôi con. Mời em. Ben này lúc nhỏ là mình phải đi làm cái gì cho nó không có bị bệnh á. Chích ngừa. Đúng rồi. Mình nuôi con mà nó không có lớn á. Mình bị nhỏ, cái đầu nó bị bự vậy nè. Đầu lép. Ba chữ. Bệnh đầu lép. Không phải. Mình ăn thức ăn nhiều vô thì sẽ có gì? Ốm quá, ta gọi là gì? Dinh dưỡng hả? Đúng rồi. Để diễn tả nhiều lên em. Có bốn từ nha. Cái này là nó không có thiếu. Dư. Không phải dư. Đúng. Từ đầu với từ thứ ba đúng rồi. Trên tay em nó có gì? Nhỏ nhỏ nè. Đủ lòng được cánh. Đúng rồi. Nói chung là nó Ben so với bạn khác thì nó làm sao? Nó không có. Chưa không. Không có, nó không có đủ ký á. Nó xương không gì nè. Cò xương. Không phải. Cò trọng. Không phải. Xương không kia là gì? Đau bệnh hoạn thì chiến giữa là từ gì? Đau bệnh hoạn. Từ từ chị nhớ nãy em diễn tả từng từ anh mới biết chứ. Từ từ đi. Mập.
mập. À, đúng được. Đúng được từ đầu. Ốp gì? Từ hai diễn ra gì diễn tả mà cho nó khác lên, nói lên cho biết. Ốp gì? Ốp nhấp thôi. Ốp. Em cứ nói đi. Gần giống đi, nó giống cái giống gì đó. Ốp ốp đối nè. Trời ơi trời. À giờ thôi à. Ốp nhấp. Gần giống vậy đó. Ốp vô. Ờ đúng rồi. Năm bốn nuôi con nó không được khỏe. Ba mẹ hay gọi là gì nó không được khỏe. Hai bên ngoài một à, không phải hết giờ. Đó là từ eo uột. Bốn từ khóa mang về 2000 điểm. Như vậy là ở vòng thi này cả ba nhà đều diễn tả được cả bốn từ khóa, vậy thì đều có cơ hội tiến lên một bước. Mời Tuyến trái. Ô bên trái. Ô bên trái có đèn và em sẽ nhận được sản phẩm là một cái máy sấy tóc. Tiếp theo mời gia đình của Trúc Mai. Dạ, em chọn ô bên phải. Bên phải mời em. Có đèn, gia đình Trúc Mai sẽ nhận được sản phẩm là một bộ ráp gối mền. Tiếp theo mời Bích Tuyền. Dạ em bên phải anh. Bên phải mời em. Không có sáng đèn. Và chúng ta coi lại điểm số của cả ba gia đình. Gia đình Trúc Mai 4.600 điểm, Bích Tuyền 4.400 điểm và Kim Tuyến 4.300 điểm. Ôi, điểm số sát sao luôn. Chúng ta sẽ chia tay với gia đình Kim Tuyến tại đây. Các em sẽ ra về với giải thưởng là 4.300.000 đồng. Hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt nhanh tay đáp lẹ. Chủ đề mẹo vặt, mời Mai đặt cược. Dạ em đặt cược 1.000. Dạ Tuyền. Em cũng 1.000. 1.000. Có nên đắp khoai tây lên da khi bị côn trùng cắn không? Mời Mai. Dạ em nghĩ là có. Tại vì khoai tây á, nó giúp giảm sưng tấy. À, đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Khoai tây có chất kháng viêm nên khi bị côn trùng cắn, hãy cắt một ít lát khoai tây đắp lên da sẽ làm dịu vết sưng ngứa. Câu 2, chủ đề nấu nướng. Em 1.000 điểm à? 1.000. Dạ em cược 1.000 luôn. Ừ. Đậy nắp hay mở nắp sẽ giúp món rau luộc được xanh? Mời Tuyền. Dạ thưa anh là mở nắp ạ. Mở nắp chính xác, chúc mừng. Nếu luộc rau thì không nên đậy nắp. Việc đậy nắp sẽ khiến axit và dịp luộc trong rau giảm xuống, khiến rau không còn màu xanh tươi như ban đầu. Câu 3, chủ đề sức khỏe. Cược bao nhiêu? Dạ em cược 1.000 ạ. 1.000. Dạ. Ừ. Người bị phỏng không nên ăn cay là đúng hay sai? Mời Mai. Dạ theo em nghĩ là ăn cay nó không có liên quan gì phỏng hết trơn á. Ừ. Đây là câu trả lời. Không đúng. Thức ăn cay có chứa capsaicin làm chậm quá trình phục hồi vết thương, vì vậy nên hạn chế ăn cay khi bị phỏng nhé. Câu 4, chủ đề kiến thức. Mời Tuyền. Đặt cược phân nửa số điểm á. Mai. Em đặt cược phân nửa số điểm. Ừ. Dựa vào hình dạng bụng bầu tròn hay nhọn thì sẽ biết giới tính của con. Mời Mai. Dạ em nghĩ là không phải là hình dạng đâu. Tại hồi trước khi em mang bầu á, cái bụng em nó bè ra, thì một nhóm người này nói là con gái, nhóm người kia nói là con trai. Em nghĩ cái đó hình như chắc nhân gian người ta nhận định thôi. Ừ. Còn trai gái là do nhiều yếu tố quyết định lắm. À, đây là đáp án từ kinh nghiệm của bà bầu. Chính xác. Tức là không nên dựa theo hình dạng bầu tròn hay nhọn để biết được giới tính của con. Theo quan niệm dân gian, người ta nói bụng bầu tròn sẽ sinh con trai, bụng bầu nhọn sẽ sinh con gái. Tuy nhiên, việc xác định giới tính của con qua hình dạng bụng là không chính xác, vì hình dạng và kích thước của bụng bầu là do vị trí của thai trong tử cung người mẹ. Cho nên, chỉ bằng những biện pháp nghiệp vụ về y học mới có thể xác định được giới tính thai nhi. Con nhìn bụng mà đoán được thì chỉ là sự may mắn trùng hợp mà thôi. Tất nhiên, con trai hay gái gì thì cũng đều được yêu thương. Và y học cũng không khuyến khích tiết lộ giới tính thai trước khi sinh các mẹ nha. Câu số 5, chủ đề dinh dưỡng. Mời Tuyền. Em đặt cược 2.700. Ừ. Rồi 3.000. Ừ, 3.000. Nấm rơm, nấm kim châm, nấm hương. Với 3 công dụng, chắc xương, phát triển trí não và giải độc. Hãy sắp xếp 3 loại nấm tương ứng với 3 công dụng trên. Hai bạn có đáp án không? Dạ em cũng không chắc. Không chắc hả? Em biết, còn hai loại sao thì em hơi khựng khựng. Các em có đáp án không nào? Không có đáp án. Khán giả qua có đáp án không? Mời em.
Thưa anh, em tên là Chí Quang, em xin trả lời câu hỏi là nấm hương là chắc xương, nấm gơm là giải độc, và nấm kim châm là phát triển trí não. Chính xác, một phần quà dành cho em. Nấm gơm, kim châm và nấm hương đều là những loại nấm bổ dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong đó, nấm rơm là thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao nhất, hỗ trợ cơ thể đào thải các chất kim loại nặng như chì, arsen thông qua quá trình bài tiết ra đường nước tiểu. Còn giúp phát triển trí não là nấm kim châm vì chúng chứa hàm lượng lysine giúp đầu óc minh mẫn. Nấm hương, nữ hoàng của các loại nấm thì giúp xương chắc khỏe vì vitamin D trong nấm cao hơn 20 lần so với đậu tương, giúp ngăn ngừa loãng xương. Kết thúc vòng thi thứ tư, điểm số 2 gia đình như sau. Gia đình Trúc Mai 6.900 điểm. Gia đình Bích Tuyền 5.400 điểm. Và Trúc Mai, em là người chiến thắng của ngày hôm nay. Mời hai vợ chồng tiến lên phía trước nào. Anh sẽ trao cho bà xã của mình nha. Và chúng ta sẽ đến với chiếc vân vàng. Làm như á, mẹ bầu nào tới đây cũng hên hết trơn á. Đó giờ là bao nhiêu bà bầu thắng chương trình này rồi, hao tốn không ít tài sản của chương trình. Nhưng mà nói vậy thôi chứ vui, mẹ bầu có niềm vui về nhà rồi sau này có kỷ niệm để chia sẻ lại với con nữa. Đó là một điều hết sức tuyệt vời. Bây giờ thì anh mời anh hãy lấy những bịch xốp để lên đầu cân bên kia nha. Khi nằm hai bên bằng nhau, chỉ xốp sáng đèn thì chúng ta dừng tay lại. Bắt đầu anh. Mừng gia đình Trúc Mai và mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình hôm nay, gia đình về ba là gia đình của Kim Tuyến, giải thưởng 4.300.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì, gia đình Bích Tuyền, giải thưởng là 5.400.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất là mẹ bầu Trúc Mai, giải thưởng 6.900.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Cảm ơn nhãn hàng xốp nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 3:00 sáng trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và 16:30 của ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bà con ơi, có vui không nào? Hey! Xin chào các gia đình thân mến đã đến đây tham gia chương trình này.